Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Holic Audio. Nếu các bạn muốn kênh làm về bộ truyện hoặc sách nào vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé. Mời các bạn theo dõi câu chuyện. Quân Hữu Vân, tác giả, Chu Mộc Nam. Thể loại, võ hiệp, hệ liệt thiếu niên ca 21 Quân Hữu Vân. Tả Vũ Linh và Tô Bạch Hy nghe ngữ khí của phong tả quân hình như có gì đó không ổn, lập tức quay đầu, lại thấy hòa thượng kia đã ngừng tay, lui sang một bên, Nam cung Tịch Nhi cũng thu kiếm, xoay người. Xa xa trên quan đảo, trong làn sương mù có ba bóng người xuất hiện. Thủ lĩnh, hình như có người dành trước chúng ta một bước a. À. Một nam tử tay sách trường đao bước ra khỏi làn sương mù, giọng điệu vô cùng cợt nhả, "Ồ, một tên hòa thượng, một cô nương, thật thú vị." "Hòa thượng," một nam tử khác cũng đi ra từ trong sương mù, giọng hắn nghe có vẻ trầm ổn hơn rất nhiều, nhìn qua có chút quen mắt cho dù vừa rồi giới tình bất giới sắc quyền kiếm tương hướng với nam cung tịch nhi nhưng vẫn cười rất chấn định tự nhiên, lúc này nhìn thấy hai người kia xuất hiện, sắc mặt hắn lại dần dần trở nên căng thẳng, hắn nhíu mày nói, làm sao lại là bọn họ? Bọn họ là ai? Nam cung tịch nhi tuy vừa đánh với hòa thượng đánh này một trận, nhưng không biết vì sao cũng không có địch ý quá lớn với hòa thượng này, nhưng hai người kia vừa xuất hiện lại làm nàng sinh ra cảnh giác. Thượng Lâm Thiên Cung Thanh Minh Viện, Vũ Bộ, Giới tình bất giới sắc trầm giọng nói, người của vũ bộ, mỗi người lấy tên một loại chim, có tiếng là khó chơi. Hai người này một người tên xích Ô, người còn lại tên Sa Tước, thực lực đều không tầm thường, rất khó đối phó. Thanh Minh Viện A, Nam Cung Tịch Nhi nở nụ cười lạnh, nhìn sắc mặt ngươi, thì chắc là các ngươi không phải một bọn rồi. Quả nhiên giống như ngũ sư huynh nói, Thượng Lâm Thiên Cung hiện giờ sớm đã năm bè bảy mảng, là chó cắn lẫn nhau cô nương nói như vậy không hay lắm. Giới tình bất giới sắc giả bộ ho một tiếng, bọn họ tới đây, không phải muốn giết Tô Bạch Y thì chính là muốn bắt cóc Tô Bạch Y, tiểu tăng thì không giống vậy. Có gì khác nhau? Ta đến đây là để dẫn Tô Bạch Y đi đoàn tụ với sư phụ hắn. Ai ra, nói nhiều thứ vô nghĩa như vậy. Người thứ ba chậm rãi đi ra, trên vai khiêng một thanh trường đao, hai tay đặt lên thanh đao, đầu uể oải rũ sang một bên, vừa đi vừa ngáp cứ như đi thêm vài bước là sẽ ngủ mất hắn đi lên trước mặt hai người kia sâu kín hỏi trong các ngươi ai là tô bạch ghi a à? tô bạch ghi bất đắc dĩ gãi đầu không ngờ ta mới bước chân vào giang hồ mà thanh danh đã lan xa rồi sao mà đêm nay gặp ai cũng là đến tìm ta vậy thủ lĩnh tên hòa thượng kia hình như là hử nam tử nhíu mày ngẩng đầu hòa thượng là ngươi nam tử và giới tình bất giới sắc cùng hô lên một tiếng. Người quen cũ, nam cung tịch nhi hỏi. Há lại chỉ là người quen cũ, không đánh không quen biết. Khóe miệng giới tình bất giới sắc hơi run lên, cô nương, bảo vệ tô bạch ghi, gia hỏa này là tên điên. Hắn là sát thủ số một của vũ bộ thanh minh viện, ô nha. Hòa thượng, lâu rồi không gặp a à. Nam tử nhớn mày, vung tay quang trường đao trên vai xuống đất, thanh đao tắm dưới ánh trăng sáng như tuyết, vẻ mặt uể oải yêu siêu cũng lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Sau khi ngươi xuống núi thì một chút tin tức cũng không có, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Quả đen quả nhiên vẫn là miệng quả đen, ô nha quả đen. Giới tình bất giới sắc lui về sau một bước. Đúng, miệng quả đen thường rất linh nghiệm, đặc biệt là những chuyện như báo tang này. Ánh mắt của nam tử được gọi là ô nha kia truyền từ giới tình bất giới sắc sang bên cạnh, nhìn qua nam cung tịch nhi sau đó lại nhìn về phía ba người trên xe ngựa, chỉ tiếc a à, hôm nay ta tới đây không phải để tìm ngươi. Chảy, giới tình bất giới sắc hét lớn một tiếng. Tô Bạch Ghi lập tức vung roi ngựa, nhưng đã không còn kịp rồi, roi ngựa còn chưa kịp đánh xuống, đã thấy ô nhà ném trường đao trong tay ra, bay thẳng vào xe ngựa, làm nửa sau xe ngựa bị đánh nát. Ngươi đừng mơ, nam cung tịch nhi chém ra một kiếm. Chặn bọn chúng lại, Ô nhà hét lớn một tiếng, lập tức nhảy ra. Nam cung Tịch Nhi chém một kiếm vào thanh trường đao, mười mấy cái khuyên sắt trên sống đao sau một kích này liền rung lên len keng. Vị tiểu nương tử này, đối thủ của ngươi là ta. Xích ô liếm môi, lại khen một câu, cũng thật xinh đẹp a. À. Giới sắc, xa tước chặn trước mặt hòa thượng kia, lâu rồi không gặp, cuộc sống dưới chân núi thế nào. Giới tình bất giới sắc đánh ra một trường, ai muốn ôn chuyện cũ với ngươi. Ô nhà sông thẳng về phía thanh trường đao cắm bên cạnh xe ngựa, phong tà quân vội vàng lấy một thanh trường đao từ trong xe ngựa ra, đao hắn mới mua được trên đường đi, sau đó hô lớn đại phong khởi, tam thiên lý. Một đao chém xuống. Lúc còn trong học cung, phong tà quân cũng từng muốn dùng ra đao pháp đại phong này, nhưng thanh trúc kiếm yếu ớt kia không chịu được luồng đao phong cuồn cuộn ấy, mỗi lần muốn dùng đều gãy trên năm sẻ bầy, bây giờ rốt cuộc cũng có một thanh đao sắt. Phong Tà Quân tự tin tuyệt đối có thể ngăn được tên nam tử này. Nhưng lông mày Ô Nha chỉ hơi nhích lên, trong giọng nói mang theo vài phần khinh miệt, "Ồ. Đao pháp đại phong của Thiên Hiểu Vân Cảnh, nghe nói đại phong đao có uy thế như cuồng phong, có thể thổi gió cắt bay đi ba vạn dặm. Nhưng vì sao thanh đao này của ngươi, tới một cọng tóc của ta cũng không thổi được?" Hắn giơ hai ngón tay, kẹp lấy trường đao của Phong Tà Quân dễ như trở bàn tay. Phong tả quân cười nói, ngươi trúng kế. Chỉ thấy tạ vũ linh không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh ô nha, quạt xếp trong tay đánh vào lưng ô nha. Ngu ngốc, đứng trước thực lực tuyệt đối, không bao giờ có khái niệm trúng kế. Tay phải ô nha nhẹ nhàng xoay lại, liền bẻ mũi đao kia xuống, thuận tay vung lên, ném tới mặt tả vũ linh. Cẩn thận, phong tả quân không ngờ được nam tử này lại có thể hoàn toàn làm lơ đao cương của mình, bẻ gãy đao của hắn dễ như trở bàn tay, kinh hãi nói. Nhưng đã chậm, tạ vũ linh bị mảnh đao gãy đánh trúng, ngửa đầu về sau, thân hình lung lay, nhìn như sắp phải ngã xuống. Chết không tồi, người không phải tô bạch y. Ô nhà nghiêng người một cái, rút trường đao cắm trên xe ngựa ra, nhìn phong tả quân, người không muốn chết, lời còn chưa nói xong. Ô nhà bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, lập tức xoay người, giơ trường đao lên chắn cổ họng mình chỉ thấy tả vũ linh lung lay sắp đổ vài lần vẫn không ngã, ngược lại là đứng vững, đầu ngửa ra sau lại thẳng lên, trên miệng máu tươi đầm đìa, hắn dùng răng cắn mũi đau gãy, dùng sức vung về phía ô nha, mũi đau gãy kia liền bay ra. Ô nha nhẹ nhàng dơ trường đao, muốn đánh văng mũi đau gãy kia, nhưng trung quy vẫn chậm vài bước, mũi đau gãy bắn ra vẫn làm chảy ra mặt hắn. Ô nha buông trường đao xuống, cười nói, ngươi tên là gì? Tả vũ linh lau máu tươi trên miệng, giang nam tả gia tả vũ linh chính là tả gia đã sinh ra một đám phế vật ấy à ô nhà cũng lau vết máu trên mặt chính là tả gia đã sinh ra tả khán hoa tả vũ linh nghiêm mặt Chương nói ba mươi quân hữu vân nhiệt tả khán hoa a à? ô nhà sâu kín nói hắn nhớ lại khi mình vẫn còn là một đứa bé đã nhìn thấy tả khán hoa sách kiếm một thân một mình đánh vào tổng đường của thanh minh viện đặt kiếm lên cổ thủ tọa sau đó mang đi một người hắn đã từng rất hy vọng người đó có thể là mình. Thủ lĩnh, không xử lý được, xích ô quát một tiếng chói tai kéo tâm trí hắn từ trong hồi ức ra, kiếm pháp của nữ nhân này quá lợi hại. Xa tước lúc này cũng mồ hôi đầy người, hắn thở dốc, giọng càng ngày càng nặng, hòa thượng, người mạnh hơn trước kia rất nhiều. Giới tình bất giới sắc cười nói, nếu không phải vừa rồi đã hao phí chút khí lực với cô nương kia, thì lúc này ngươi đã nằm xuống rồi ô nha nhíu mắt đâm trường đao về phía tả vũ linh Tạ vũ linh vội vàng giơ quạt xếp lên muốn chắn nhưng khi vừa giơ cây quạt lên trường đao của ô nha đã đặt trên cổ tả vũ linh tuy rằng nói đến tên tạ khán hoa nhưng người kém hắn quá xa nói xong lời này trường đao của ô nha liền xoay một cái sau đó tung cước đá bay tả vũ linh lại xoay người một cái trực tiếp vào tới trước mặt phong tả quân phong tả quân không hề do dự vung quyền đánh tới ngực ô nha thiên hiểu vân cảnh, ta vẫn luôn muốn xem thử đao của Phong Ngọc Hàn. Ô nha trầm giọng nói. Người cũng xứng à, Phong tả quân hét lớn một tiếng, đánh vào ngực ô nha liền mười quyền. Người quá yếu, nhưng ô nha lại lắc đầu, một trường đánh bay Phong tả quân, thế là trước mặt hắn, chỉ còn lại có tô bạch y. Tô bạch y hơi cúi người, ấn tay lên chuôi kiếm. Quân ngữ kiếm ha, ô nha chậm rãi nói. Xem vụ lý khán hoa. Tô Bạch Y quát to. Đây nào phải vụ lý khán hoa. Hàn quang hiện lên, trường đao của ô nha đã đánh rơi trường kiếm trong tay Tô Bạch Y đánh rơi. Ô nha tiến tới nhật quân ngữ kiếm lên, tuy rằng ta không nhìn rõ đóa hoa kia, nhưng ít ra ta từng thấy tư thế của tả khán hoa lúc nhấc tay dùng ra kiếm này, không phải giống như ngươi. Chảy, phong tả quân từ dưới đất bò dậy, đừng quan tâm chúng ta. Tô Bạch Y cắn chặt răng, xoay người một cái, trực tiếp vận khinh công tàu mã quan hoa đến cực hạn, nhưng vừa mới bước ra một bước, vai đã bị ấn xuống, thế là khí lực toàn thân liền bị tiết hết, đừng nói chạy, thậm chí ngay cả sức lực vùng vẫy cũng không có. Hắn khó khăn quay đầu nhìn về phía ô nha, rốt cuộc vì sao lại muốn bắt ta? Câu hỏi nhàm chán, ô nha khiêng tô bạch y đã mất khí lực lên vai, cũng không thèm để ý tới hai tên đồng bọn trực tiếp tung người nhảy lên, đi về phía phượng đô chấn. Tô Bạch Y Nam Cung Tịch Nhi hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay ngân vang một tiếng chói tai, sau đó một kiếm chém gãy trường đao trong tay Xích Ô. Xích Ô lui lại liên tiếp mấy chục bước, nôn ra một ngụm máu tươi, hắn ném chuôi đao gãy trong tay xuống đất, tiểu nương tử này, dùng mạo ngươi rất đẹp, kiếm pháp lại thật sự rất bá đạo. Cuộc đời ta ghét nhất chính là người khác nói ta đẹp. Nam Cung Tịch Nhi thu kiếm, đạp chân lên vai Xích Ô, chỉ nghe, rác, một tiếng, một nửa xương bà vai đã gãy, xích hô nhịn đau không phát ra tiếng, mồ hôi to như hạt đậu đổ xuống, nam cung tịch nhi dựa theo đà vọt đi, hướng về phía ô nha vừa đi mà đuổi theo. Mà bên kia giới tình bất giới sắc thấy ô nha mang tô bạch y đi, khẽ cao mày, đánh một trường về phía xa tước. A-di-đà Phật, giới tình bất giới sắc bỗng nhiên thấp giọng hô một tiếng Phật hiệu. Mọi người liền nhìn thấy trên trường kia, có kim quang ẩn hiện sáng lên, trường phong gào thét, hình như còn có thể nghe thấy giới tình bất giới sắc thấp giọng niệm gì đó. Đại như lai ấn, xa tước kinh ngạc cảm thán, trường phong đã đánh tới trước mặt hắn, hắn căn bản không kịp nghĩ tới việc né tránh, chỉ đứng im nhìn trường kia, rơi vào trầm tư, nhưng trường của giới tình bất giới sắc bỗng nhiên dừng lại. Kim quang tan đi, mọi người thấy thế trường tuy đã dừng, nhưng trường khí lại chưa tan đi, mà từ từ tụ lại, hóa thành hình thể. Hoa sen, xa tước sừng sốt giới tình bất giới sắc cười, trường thế lại đẩy ra, trường này mang theo uy thế vô thượng, một trường đẩy ra, trường phong gào thét, trực tiếp đánh tan chân khí hộ thể của sa tước, nhưng sa tước lại không hề cảm nhận được đau đớn, chỉ cảm thấy cơ thể bỗng nhiên trở nên có chút nhẹ nhàng, thậm chí bay ra hơn 10 trượng rồi ngã xuống đất, hắn cũng không hề kêu một tiếng. Niệm tình ngươi và ta quen biết nhau cũng đã hơn 20 năm, ngã Phật từ bi, ta sẽ không giết ngươi. Giới tình bất giới sắc thu trường, vung tay áo lên, điểm chân vọt theo nam cung tịch nhi. xa tước, xích ô quát, xa tước nằm dưới đất, tinh thần đang bị hãm trong trường kia đột nhiên tỉnh lại, nhưng đồng thời cũng nhanh chóng cảm nhận được sự đau đớn của việc xương cốt toàn thân vỡ vụn. hắn cắn chặt răng, cố gắng móc trong lòng ngực ra một cái ống trúc, sau đó chỉ lên không trung, lại đột nhiên bị một cây quạt đánh bay đi. tả vũ linh từ dưới đất đứng lên, tuy rằng mặt đầy máu tươi nhưng ánh mắt sáng quắc còn chưa kết thúc đâu Tô bạch y bị ô nha khiêng trên vai khí lực toàn thân không vận lên nổi bất đắc dĩ nhắm mắt lại sư phụ a à, sư phụ ta đã nói không bằng lần đó chúng ta cùng nhau giết ra ngoài như vậy còn có một chút cơ hội bây giờ thành ra thế này chúng ta thật sự chỉ có thể đoàn tụ trong mục bạch y a từ hôm nay trở đi ta bắt đầu truyền tụ võ công cho ngươi ngươi muốn học cái gì sư phụ ta muốn học kiếm pháp của người, loại mà có thể một kiếm chém xuống được cả cây hoa hạnh. Vì sao lại cứ muốn làm mấy việc phá hại hoa cỏ vậy? Ta cảm thấy vẫn tốt hơn so với việc đánh đánh giết giết. Được, kiếm pháp của ta có rất nhiều loại, loại lợi hại nhất gọi là vụ lý khán hoa, giang hồ đồn chưa từng có ai có thể thấy rõ đóa hoa này của ta, bởi vì người thấy rõ đều đã chết. Người còn muốn học? Muốn học, nhưng hiện giờ ngươi vẫn còn chưa học được vẫn là học môn võ công này trước đi. Một quyển sách được đặt trước mặt hắn, hắn cầm sách lên, phát hiện đây cũng không phải một quyển sách hoàn chỉnh, mặt sau quyển sách chỉ để lại một đoạn dây nối của cuốn sách, hẳn là đã bị người ta xé đi nửa quyển, nhưng tuy rằng chỉ có nửa quyển, quyển sách này vẫn hấp dẫn được ánh mắt hắn. Bởi vì cái tên trên bìa sách này. Tiên nhân thư. Sư phụ a à, sư phụ, cái này chẳng lẽ là sách tu tiên hay bán trong thành Bạch Vân Quan? luyện xong thật sự có thể thành thần tiên à người nói đúng thật sự có thể thành tiên đến nay tô bạch y vẫn còn nhớ rõ nụ cười thần bí khó lường của tả khán hoa thế cho nên một đoạn thời gian rất dài hắn vẫn cho rằng đây là sự thật nhưng sau đó hắn mới phát hiện môn võ công này hình như cũng không dùng được vào lúc nào có khi nào mà người khác lại không phòng bị để cho ngươi đụng vào thân thể hắn bao giờ hơn nữa thời gian chạm vào phải lâu hơn một nén nhang nữa À, còn không phải là bây giờ sao? Tô Bạch Y mở mắt, hai tay đặt trên vai ô nha bỗng nhiên nóng rực lên. mươi 33 Quân Hữu Vân Người đang làm gì? Ô nhà đã nhận ra nơi bả vai có gì đó khác thường, nhưng vừa rồi giao thủ với Tô Bạch Y. Hắn cũng không cho rằng Tô Bạch Y có thể tạo ra nguy hiểm gì cho mình, cho nên cũng không hề dừng bước chân, vẫn không ngừng chạy nhanh về phía phượng đô chấn. Hắn chỉ cần tới đó giao Tô Bạch Y cho người của thiên cơ viện thì nhiệm vụ của hắn cũng hoàn thành. Người có từng nghe nói tới một môn võ công, tên hấp tinh đại pháp hay không? Tô Bạch Y miễn cưỡng cười. Ô nhà nhíu mày, không trả lời. Vậy Bắc minh thần công, hóa công đại pháp thì sao? Tô Bạch Y lại hỏi. Chẳng qua chỉ là mấy thứ vớ vẩn trong tiểu thuyết thoại bản, trên đời căn bản không có môn võ công nào như vậy. Người muốn nói gì? Ô nhà lạnh lùng nói. Tô Bạch Y lại hỏi một câu, vì sao lại không có võ công nào như vậy? Môn phái trong thiên hạ lớn lớn bé bé cũng có mấy ngàn phái, trong các môn phái cũng có các phe phái khác nhau, mỗi phe phái sẽ tu luyện các loại võ công khác nhau, nội lực mỗi người tu luyện ra cũng khác nhau như trời với đất, trừ sư đồ cùng tông môn và các sư huynh đệ mới có thể truyền công cho nhau. Nếu trong cơ thể một người có tồn tại hai loại nội lực khác nhau thì nhất định gân mạch sẽ đứt từng khúc mà chết. Tuy rằng ngoài miệng Ô Nha nói như thế, nhưng trong lòng hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu hắn dừng bước chân hơn nữa nội lực tồn tại trong đan điền vốn luôn lưu truyền biến đổi không phải đã sinh ra thì sẽ không thay đổi nội lực bị hút đi vẫn sẽ sinh ra lại nội lực nhận được cũng không phải vĩnh viễn giữa đồng môn truyền công cho nhau 10 thành nội lực cuối cùng cũng chỉ có thể truyền lại không đầy ba thành trong vòng vài ngày sau cũng sẽ biến mất gần như không còn lại gì là như vậy à tiếng cười của tô bạch y lại có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều người trong giang hồ, không thiếu người cũng muốn thử khai sáng ra một môn võ công hấp tinh đại pháp như lời ngươi nói, nhưng cuối cùng đều thất bại. Ô nhà nheo mắt, ngươi biết không, ngươi đang làm một việc rất nguy hiểm. Lúc này Tô Bạch Y đã đứng thẳng dưới đất, một bàn tay đã bỏ xuống khỏi vai ô nha, nhưng tay còn lại vẫn cứ đặt trên vai hắn, hắn cười càng lúc càng tự nhiên, bởi vì không chỉ sức lực của hắn đã khôi phục, thậm chí nội lực trong người ô nha còn đang từ từ chảy vào trong cơ thể hắn. Tô Bạch Y cười nói, ngươi thua rồi. Xem ra tạ khán hoa cũng không thật sự truyền thụ võ công cho ngươi. Người thường cho rằng tu luyện nội công là không ngừng tích tụ nội lực, nhưng nếu võ học tới một trình độ nhất định, sẽ hiểu được, tu luyện nội công là quá trình xây một cái hồ, đan điền của chúng ta là hồ, còn nội lực là nước suối. Hồ càng lớn thì tích được càng nhiều nước, nước đầy sẽ tràn, nước tràn sẽ chìm. Ô nha hư lạnh một tiếng, tay phải hắn muốn dơ trường đao lên, lại phát hiện chỉ cần mình vận khí, chân khí liền sẽ chảy quanh thân một lượt sau đó chảy vào bàn tay đang đặt trên vai kia, ngươi chỉ là một cái hồ nhỏ, cũng muốn nhận nước của ta. Là một sát thủ, ngươi hẳn là người rất ít nói. Tô Bạch Y sâu kín nói, nhưng từ nãy tới giờ, ngươi bắt đầu thao thao bất tuyệt, muốn giải thích cho ta việc ta không có khả năng hút nội lực của ngươi. Vì sao? Ngươi đang muốn nói cho ta nghe, hay là đang tự nói cho mình nghe? Có phải vì ngươi đã phát hiện ra Ta thật sự làm được hay không? Ta chỉ là không muốn giết ngươi, bởi vì nhiệm vụ của ta là mang ngươi còn sống trở về. Trong ánh mắt Ô Nha chợt hiện lên hàn quang, nhưng chính ngươi tìm chết, vậy không trách được ta. Tô Bạch Y bỗng nhiên cảm thấy bàn tay đặt trên vai Ô Nha càng lúc càng nóng rực lên, giống như là đụng phải một hòn than, nhưng là hắn vẫn nhịn đau, không thu tay lại, thế là nội lực liền bắt đầu cuồn cuộn không ngừng đổ vào trong cơ thể Tô Bạch Y. Tô Bạch Y sừng sốt, hắn hấp thụ rất từ từ, nhưng ô nha lại chủ động tự mình đầy nội lực vào, cảm giác nóng rực trên bàn tay kia lập tức truyền tới toàn thân, một luồng nhiệt khí bốc lên trên đầu tô bạch y. Chín mất chín mất, tô bạch y lầm bẩm nói. Đủ chưa, còn chưa đủ thì cứ nói, ta còn nữa. Ô nha lại đem nội lực của mình đổ vào trong cơ thể tô bạch y. Ngân xanh trên trán tô bạch y nổi lớn, làn da dần dần biến thành màu đỏ sậm một thân áo trắng đã bị mồ hôi thấm ướt đấm nhìn qua vô cùng thống khổ, nhưng hắn lại nhếch miệng cười với ô nha, đích thực là không đủ. Thêm chút nữa đi. Ô nha sừng sốt, sau đó thở dài thôi. Xem ra ngươi thật sự muốn chết. Lúc này, nam cung tịch nhi đã cầm kiếm đuổi tới, nàng nhìn thấy tô bạch y có vẻ thống khổ, quá to, ô nha, ngươi đã làm gì tô bạch y? Ô nha cười khổ, đây rõ ràng là tô bạch y đang dở trò quỷ, tuy rằng mình muốn dùng nội lực phá tan đan điền của tô bạch y, nhưng chẳng qua cũng là bất đắc dĩ. Bây giờ Nam Cung Tịch Nhi đến, vậy thì hôm nay mình nhất định phải thua tại nơi này. Trong lòng Tô Bạch Y đại hỉ, vội vàng nói, sư tỷ mau lấy kiếm chém hắn. Buông hắn ra, Nam Cung Tịch Nhi không hề do dự, lập tức đánh một trường về phía ô nha. Sư tỷ đừng dùng trường A. Tô Bạch Y vội vàng quát muốn ngăn lại, nhưng cũng đã không còn kịp rồi, chỉ thấy Nam Cung Tịch Nhi đánh một trường vào lưng ô nha, nhưng luồng trường lực kia lại giống như đá rơi xuống biển, trực tiếp biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Nam Công Tịch Nhi lập tức triệt trường, nhưng bàn tay lại như là dính vào người ô nha, có cố thế nào cũng không rút ra được. Nàng lập tức vận nội lực lên, nhưng nội lực vừa vận lên lại đi qua bàn tay chảy vào trong cơ thể ô nha. Gặp quỷ, Nam Công Tịch Nhi thấp giọng mắng một câu. Mặt ô nha lộ vẻ thống khổ, nội công mà Nam Công Tịch Nhi luyện khác nội lực của hắn một trời một vực, như lời hắn nói vừa rồi nội công khác biệt không thể nào hòa nhập với nhau. Cũng may luồng nội lực này chỉ trải qua thân thể hắn một vòng sau đó liền chảy tới cơ thể tô bạch y, bằng không kinh mạch hắn đã đứt từng khúc mà chết, nhưng dù vậy cũng làm toàn thân hắn đau đớn, khó chịu giống như là kiến đốt. Người chết chắc rồi, Âu nhà nói với tô bạch y. Nam cung tịch nhi vội vàng hỏi tô bạch y, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ người đang hút công lực của hắn? Bây giờ cả ta cũng bị hút, người điên rồi, mau buông tay không buông được, Tô Bạch Y lau mồ hôi trên trán võ công này ta cũng không điều khiển được, dường như là không hút cạn thì sẽ không bỏ qua. Như vậy ngươi sẽ chết, trong giọng nói của Nam Cung Tịch Nhi mang theo vài phần nức nở, nàng ở chung với Tô Bạch Y nhiều ngày, đã kiểm tra kỹ bản lĩnh võ học của Tô Bạch Y, chắc chắn không chịu nổi nội lực của hai người bọn họ, chuyến này xuống núi, tự cho là võ công mình có thể bảo vệ được Tô Bạch Y, lại không nghĩ rằng mới qua mấy ngày đã hại chết hắn, trong lòng tuyệt vọng đến sắp khóc. Tô Bạch Hy vẫn luôn thấy bộ dạng của vị sư tỷ này rất mạnh mẽ, quật cường, lần đầu tiên thấy nàng bất lực như vậy, vội vàng an ủi, sư tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không chết. Chúng ta còn phải cùng đi cứu sư phụ về. Vẫn quên nói với ngươi, có một ngày sư phụ uống say, nói với ta, mình có một đứa con gái, xinh xắn giống như búp bê phấn điêu ngọc trác. Ta vẫn luôn cho rằng ông ấy lừa ta. Nam cung tịch nhi đầu tiên là sửng sốt, sau đó tay trái cố gắng với tới eo, muốn giúp kiếm ta sẽ không để ngươi chết. Ô nhà cười lạnh nói, đã chết đến nơi còn có tâm tư tán dóc. Tiên nhân thư tổng cương điều thứ nhất, thiên thủy chi trì, cuồn cuộn vô cực, vạn vật tương hợp, phàm thế chi tôn. Bàn tay tô bạch ghi đang nắm vai ô Nha bỗng nhiên vận lực, người nói đúng, đan điền là hồ. Nhưng ta lại là hồ trời, cuồn cuộn vô cực, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Trường 34 quân hữu vân. Tô Bạch Y vừa nói xong, Ô Nha liền cảm thấy nội lực trong cơ thể càng lúc càng nhanh chóng chảy tới cơ thể Tô Bạch Y, cuối cùng hắn cũng không dám tùy ý đưa nội lực của mình ra nữa, bắt đầu chống cự lại Tô Bạch Y. Nam Cung Tịch Nhi cũng nhăn mày lại, nhìn về phía Tô Bạch Y. Tin tưởng ta, Tô Bạch Y trầm giọng nói. Được, ta tin ngươi. Nam Cung Tịch Nhi cất cao giọng, sau đó chủ động đẩy nội lực của mình vào trong cơ thể Ô Nha. Ô nhà lúc này chỉ cảm thấy trong cơ thể như là có một tòa núi băng và một tòa núi lửa cùng tồn tại, hai luồng khí nóng lạnh giao hòa trong đan điền, cảm giác lúc nào cũng có thể nổ ra. Nếu người muốn lấy, vậy thì như người mong muốn, cho người tất cả. Ô nhà không hề chống cự, chủ động đẩy nội lực của mình cùng với của Nam Cung Tịch Nhi về phía Tô Bạch Y. Lúc này, một bộ tăng bào trắng hiện lên trước mặt bọn họ. A-di-đà Phật, chư vị đang luyện võ công gì ở đây vậy? Giới Tình Bất Giới Sắc đã nhận ra điểm khác thường, dừng lại ở trước mặt bọn họ năm bước. "Cứu, cứu ta." Tô Bạch Y vươn tay trái về phía Giới Tình Bất Giới Sắc. "Cứu thế nào?" Giới Tình Bất Giới Sắc cười hỏi. "Vừa rồi Ô Nha và sư tỷ của ta so đấu nội lực, ta muốn đánh lén Ô Nha, không ngờ rằng lại bị hắn hút lấy, bây giờ hắn đang muốn đẩy nội lực vào trong cơ thể ta, muốn đánh đứt gân mạch của ta." Tô Bạch Y giải thích. "Ồ, giới tình bất giới sắc nhìn về phía khuôn mặt dữ tợn của ô nha, phải không? Ô nha! Người thử một lần sẽ biết, ô nha không trực tiếp trả lời, chỉ cười lạnh. a di đà Phật, ta không thử. Giới tình bất giới sắc khoanh chân ngồi xuống, ta chờ. Tô Bạch Y sừng sốt, chẳng phải ngươi muốn mang ta đi đoàn tụ với sư phụ ta sao? Ta mà chết thì làm sao bây giờ? Người xuất gia không nói dối, mau kéo ta ra đi. Tiểu huynh đệ, kỹ năng lừa người của ngươi vẫn là quá non nớt. Giới tình bất giới sắc lắc đầu cười nói, nên học theo sư phụ ngươi nhiều hơn một chút, ta đoán nếu ta nắm tay ngươi, sẽ giống như ô nha huynh, muốn động đẩy cũng không động đẩy nổi. Ngươi thật sự nghĩ ra hòa này là hòa thượng à? Nằm đó trong các đệ tử của thanh minh viện chúng ta, hắn thuộc loại xấu bụng nhất. Ô nha nói, thanh minh viện, chẳng phải hắn là người của hình luật viện sao? Tô Bạch Y nghi ngờ đều là chuyện của quá khứ rồi. Giới tình bất giới sắc quét một viên đá dưới chân, đánh về phía Tô Bạch Y, nhưng viên đá vừa bay tới trước người Tô Bạch Y ba tấc đã bị dập nát, quả nhiên có điều mở ám. Được rồi, Tô Bạch Y rốt cuộc cũng thu bàn tay trên vai ô nha xuống, hai chân ô nha mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, nam cung tịch nhi lấy kiếm chống đất mới miễn cưỡng không ngã, nàng thừa vận khí, phát hiện nội lực trong đan điền đã bị hút chỉ còn lại không đầy một thành, nếu vậy thì ô nha kia càng là nửa điểm nội lực cũng không còn. Tô Bạch Y vung tay áo lên, áo bào trắng trên người không gió tự bay, hắn nhìn giới tình bất giới sắc cười nói, nếu đã không lừa được ngươi, vậy thì chúng ta chỉ có thể đánh. Giới tình bất giới sắc đứng lên, bây giờ nhìn qua ngươi không hề giống tạ khán hoa, mà là giống hách liên tập nguyệt, một thân xuân phong chi lực, cuốn mọi vật quanh thân dập nát. Cẩn thận, võ công của tên hòa thượng này rất lợi hại. Nam Cung Tịch Nhi nhắc nhở. Yên tâm đi, sư tỷ. Tô Bạch Y nhìn Nam Cung Tịch Nhi cười tỏa sáng, khi ta nói ta có thể làm được, thì ta nhất định có thể làm được. Tên hòa thượng này nói đúng, ta không biết gạt người. Nam Cung Tịch Nhi sửng sốt, nàng cảm thấy khí chất trên người Tô Bạch Y bỗng nhiên thay đổi. Vô luận là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, hay là gặp lại ở trong học cung, Tô Bạch Y vẫn luôn cho người ta cảm giác hắn là một tên nhát gan, gặp chuyện thì sẽ trốn trước, tuy rằng diện mạo và cách ăn mặc có chút nho nhã, công tử, nhưng một khi mở miệng thì tất cả đều lòi ra. Nhưng lúc này tô bạch y một thân áo bảo trắng tay tán loạn, khóe môi treo lên nụ cười tự tin, thực sự có vài phần phong phạm của cao thủ trẻ tuổi. Giống như là tả khán hoa lúc còn trẻ. Có lẽ vậy, dù sao ta cũng chưa hề gặp qua. Trong lòng Nam Cung Tịch Nhi thầm nghĩ. Đương nhiên Tô Bạch Y không biết lúc này trong lòng Nam Cung Tịch Nhi lại nổi lên nhiều suy nghĩ như vậy, hắn chỉ xoay người, nhìn hòa thượng kia, làm ra động tác thủ thế, mời. Giới tình bất giới sắc lui về sau một bước, tiểu huynh đệ sao còn khiêm nhường như vậy, hay là ngươi lên trước đi. Hắn vốn cũng hoàn toàn không biết Tô Bạch Y có thể làm gì, nhưng năm đó ô nha là người có thực lực ngang với mình mà lúc này đã ngã xuống đất, trong lòng không khỏi tăng thêm vài phần cảnh giác. Tô Bạch Y khom lưng lấy quân ngữ kiếm của mình từ trên người ô nha về, lại đi tới bên cạnh nam cung tịch nhi, hòa thượng, Ngươi và ta không oán không thù, bèo nước gặp nhau, ta thật sự không muốn giết ngươi. Có lẽ từ rất lâu trước kia chúng ta đã từng gặp nhau thì sao? Giới tình bất giới sắc lạnh nhạt nói. Có lẽ thật sự rất lâu rất lâu trước kia, Tô Bạch Hy nghe ra trong giọng nói của giới tình bất giới sắc tựa hồ có ám chỉ ý gì khác. Khi đó, sư phụ ta vẫn còn là lâu chủ vụ vũ lâu, còn ta là... Ngươi là giới tình bất giới sắc nhớn mày. Ngươi là quỷ A. Tô Bạch Y bỗng nhiên chặn ngang, bế Nam Cung Tịch Nhi lên, vận khởi tàu mã quan hoa, đột nhiên chạy thẳng về phía trước. Mọi người giữa sân đều sừng sốt. Nam Cung Tịch Nhi hỏi, không phải ngươi nói là ngươi có thể làm được à? Đừng đùa, tên hòa thượng kia đổi võ công cứ như là ảo thuật vậy, sao ta có thể đánh thắng được? Tô Bạch Y nói có vẻ rất đúng lý hợp tình, sư tỷ chỉ phương hướng đi. Ta không biết đường. Hướng đông, đi bến đỏ Phượng Lâm nam công tịch nhi cũng lười đấu khẩu với tô bạch y lập tức trả lời sư tỷ lại làm sao vậy phía đông là bên nào có thể nói trái phải không tô bạch y lại nói càng thêm đúng lý hợp tình phải nam công tịch nhi hoàn toàn bất đắc dĩ là tàu mã quan hoa a giọng nói giới tình bất giới sắc bỗng nhiên vang lên bên tai tô bạch y tô bạch y sửng sốt lập tức thu chân nhưng hòa thượng kia lại cũng thu chân hòa thượng, trái hay phải đều được, thả cho ta đường sống đi. Tô Bạch Y thành khẩn nói. Mặc kệ ngươi có tin hay không, đường của ta thật sự là đường sống. Giới tình bất giới sắc dơ một ngón tay đánh về phía Tô Bạch Y. Là vô tướng kiếp chỉ, lấy thuần dương chân lực làm chỉ pháp, cần phải tránh, bằng không nếu chúng chiêu toàn thân sẽ nóng rực, như rơi vào hố lửa. Nam Công Tịch Nhi nhắc nhở. Sư tỷ, nhắm mắt lại. Tô Bạch Y bỗng nhiên nói. Vì sao, ngươi lại có thể làm được rồi à? Nam Cung Tịch Nhi nói vậy nhưng vẫn nhắm hai mắt lại. Cảm ơn sư tỷ, Tô Bạch Y cười, cảm giác được ngươi tin tưởng thật sự rất vui, hắn đột nhiên nhìn về phía trước, ném Nam Cung Tịch Nhi ra. Nam Cung Tịch Nhi đã mất hết nội lực vẫn nhắm chặt mắt, nhưng ngoài miệng lại không nhịn được mà trời lên, Tô Bạch Y, chờ ta khôi phục nội lực, nhất định phải đánh ngươi đến sư phụ ngươi cũng nhận không ra vậy thì trước tiên phải gặp được sư phụ ta đã. Tô Bạch Y xoay người, cũng giơ một ngón tay ra đánh về phía giới tình bất giới sắc, đụng thẳng vào vô tướng kiếp chỉ của giới tình bất giới sắc. Điên rồi à, giới tình bất giới sắc sừng sốt, hắn chưa từng gặp ai dám đón vô tướng kiếp chỉ, trừ khi là không muốn sống nữa. Nhưng hai ngón tay vừa chạm vào nhau, hắn chỉ cảm thấy chân khí thuần dương trên đầu ngón tay mình nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Trở về. Tô Bạch Y nhẹ nhàng đẩy ra, giới tình bất giới sắc như diều đứt dây bay thẳng về sau. Tô Bạch Y xoay người, tung người nhảy về phía trước, tiếp được Nam Cung Tịch Nhi đang rơi, sau đó tiếp tục chạy nhanh về phía trước. Sư tỷ, lần này thật sự làm được rồi. 35 quân hữu vân huyền. Giới tình bất giới sắc lúc này đã nằm dưới đất, nhớ lại chỉ vừa rồi. Vô tướng kiếp chỉ lấy chân khí thuần dương tạo thành chỉ, chân khí toàn thân ngưng tụ trong một ngón tay, chú trọng vào bốn chữ bá đạo ngang ngược, chỉ vừa rồi của Tô Bạch Y tuy không hề có gì xào rượu đáng nói, nhưng khi chạm nhau với chỉ của mình, lại vì nội lực cuồn cuộn hơn xa mình mà nháy mắt ép mình xuống. Đã có võ công như thế, sao vừa rồi lại dễ dàng bị bắt đi như vậy? Giới tình bất giới sắc lầm bẩm nói. Ngay cả hình luật viện cũng tìm tới ngươi, một tên gia hỏa làm cho bọn họ đau đầu, chỉ vì muốn có được tên Tô Bạch Y này. Bên kia truyền tới giọng của Âu Nha, người cảm thấy chỉ vì hắn là đệ tử của tạ khán hoa à cũng đúng giới tình bất giới sắc đứng lên tiến tới bên cạnh ô nha người thế nào rồi nội lực toàn thân bị hút sạch sẽ ô nha cười khổ đoán chừng phải nghỉ ngơi nửa năm mới có thể khôi phục trên đời thực sự có loại võ công có thể hấp thụ nội lực người khác giới tình bất giới sắc xoay người không hề để ý tới ô nha đi về phía trước càng ngày càng thú vị Lúc này Tô Bạch Y đã bế Nam Cung Tịch Nhi chạy xa, hắn quay đầu nhìn thấy trên bầu trời lại nổ lên một đóa pháo hoa, nghi hoặc nói người nơi này thích bắn pháo hoa lúc nửa đêm à. Đó không phải pháo hoa, đó là tín hiệu. Nam Cung Tịch Nhi nhìn thấy đóa pháo hoa kia khẽ nhíu mày, là tín hiệu của học cung, chắc là phong tả quân phát. Vậy tín hiệu này có ý gì? Tô Bạch Y hỏi, hai vị sư huynh chắc không có việc gì chứ? Không có việc gì, đây là thông báo bọn họ đã an toàn. Kế tiếp chúng ta chia nhau hành động, bọn họ tiếp tục đi đường bộ, chúng ta đi đường thủy. Sáng sớm hôm nay bến đỏ Phượng Lâm sẽ có một con thuyền lớn đi hướng Đại Trạch Phủ, chúng ta đi thuyền. Nam Cung Tịch Nhi nói. Thuyền lớn, Tô Bạch Y sừng sốt, thuyền lớn bao nhiêu? Thương thuyền của Mộc Gia thường đi lại giữa Đại Trạch Phủ và Phong Tịch Phủ. Ta vốn không tính đi đường thủy, bởi vì một khi đã lên thuyền, suốt một tháng thời gian bị nhốt ở trên thuyền, nếu thật sự gặp phải kẻ địch khó giải quyết, thì giữa sông nước mênh mông sẽ không có chỗ nào trốn được. Nhưng tình hình bây giờ đã không còn cách nào tốt hơn, lên thuyền chỉ cần không có người quấy dày, thì thời gian một tháng là ta có thể khôi phục được sáu thành công lực, nếu tiếp tục đi đường bộ. Sợ là mấy tên sát thủ vớ vẩn của thanh minh viện tùy ý đến, chúng ta cũng không phải đối thủ. Nam Công Tịch Nhi chậm rãi nói. Sư tỷ, là ta liên lụy ngươi a à? Tô Bạch Y xin lỗi. Nam Cung Tịch Nhi không đáp lại những lời này, chỉ hỏi, ngươi thật sự luyện tiên nhân thư à, trong tiên nhân thư thật sự ghi lại công pháp hút nội lực người khác sao? Nói ra thì rất dài, không bằng sau khi lên thuyền chúng ta nói tiếp. Tô Bạch Y cười, nhưng ta có thể nói với sư tỷ chuyện của tiên nhân thư, sư tỷ cũng phải nói cho ta chuyện ta muốn nghe. Chuyện gì? Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Chuyện cũ của sư phụ ta tạ khán hoa, còn có chuyện năm đó Duy Long Chi Minh trinh phạt ma giáo, thế nào? Tô Bạch Y dừng một chút, lại không nói ra lời hắn muốn nói nhất, chuyện hắn thực sự muốn nghe nhất vẫn là chuyện về hai người họ Tô kia. Không muốn nghe chuyện của huynh muội Tô Hàn và Tô Điểm mặc sao? Nam Công Tịch Nhi lại nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Tô Bạch Y xấu hổ cười, không nói gì. Thực ra, chuyện mà ngươi biết và chuyện mà ta biết, chắc phá lại, có lẽ mới là một câu chuyện hoàn chỉnh. Thần sắc nam cung tịch nhi hơi đổi, có lẽ cũng không hoàn chỉnh. Sư tỷ, thuyền lớn ngươi nói đến chính con thuyền kia sao? Giọng nói tô bạch y bỗng nhiên cao vút lên, thật, thật lớn quá a Chỉ thấy hai người đi xuyên qua một rừng cây, bến đỏ phượng lâm đã ở trước mắt, một con thuyền màu vàng kim dài đến mấy chục trượng vắt ngang bến đỏ, thuyền có ba tầng, kim bích huy hoàng, chỉ thấy lúc này trên thuyền có mấy chục thuyền viên đang căng buồm. Dài ba mươi trượng rộng 12 trượng, trên đời chỉ có bốn con mộc lan trường thuyền. Thanh Châu Mộc Gia có một con, tên Kim Phong Hào. Nam Cung Tịch Nhi nhìn thấy con trường thuyền trước mặt, mắt cũng sáng ngời. Trời ơi, làm thế nào có thể tạo ra con thuyền lớn như vậy? Tô Bạch Ghi kinh ngạc tới nỗi không khép miệng vào được. Trước đây con thuyền lớn nhất mà hắn từng thấy cũng chỉ là thuyền đánh cá của ngư dân ngoài phong kiều trấn, nhưng hình như còn không lớn bằng cái bong tàu của Kim Phong Hào này nghe nói thợ mộc đệ nhất thiên hạ lỗ trạch từng bày cho tần đế bản vẽ mộc lan trường thuyền này, sau đó làm suốt 60 năm, ba đời thợ mộc đẩy nhanh tiến độ, mới làm ra được bốn con, hai con được dùng trong quân ngũ, một con là thuyền chuyên dụng của hoàng tộc, còn lại một con thuyền này được mộc gia mua lại. Nam Cung Tịch Nhi nói, bao nhiêu tiền mới mua nổi con thuyền lớn như vậy? Tô Bạch Y cảm khái, bao nhiêu tiền có thể mua nổi thuyền lớn như Kim Phong Hào, thì ta thật sự không biết, dù sao thì sổ sách khi mua thuyền của năm đó ta cũng không được xem, mà lão gia cũng sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Nhưng ta biết, bao nhiêu tiền thì có thể ngồi lên thuyền lớn như Kim Phong Hào. Một nam tử trung niên để dâu dê khép quyền sổ trong tay lại, đặt lên bàn, ba tầng thiên địa nhân, người của địa tầng là tiện nghi nhất, một gian phòng hai người, mười lượng bạc. Phía sau nam tử trung niên, đa số người đã lên thuyền, hắn cũng thu sổ sách lại, chuẩn bị lên thuyền. Tô Bạch Y liếm môi, mười lượng bạc. Ta và sư phụ ở hành hoa thôn một năm cũng không tiêu nhiều bạc đến như vậy. Người bắt đầu đi từ nơi này, vừa đi vừa xin cơm cũng có thể tới đại trạch phủ, không cần tiêu một phân bạc, không chừng còn có thể dư ra mấy đồng, vì sao ngươi không đi xin cơm? Nam tử trung niên hỏi ngược lại. Tô Bạch Y lắc đầu, vậy thì không kịp a. À. Thế thì đúng rồi, người muốn đi nhanh, lại không muốn tiêu tiền. Ta hỏi ngươi, ngươi họ mộc à, nam tử trung niên lại hỏi. Họ Mộc là có thể lên thuyền sao? Ta họ Mộc, ta tên Mộc Bạch Y. Tô Bạch Y thành khẩn nói. Nam tử trung niên cứng hỏng, hắn giọng, đang muốn mở miệng mắng, lại thấy sau lưng Tô Bạch Y có một người đi tới, lập tức lui về sau một bước, chắp tay thi lễ nói, công tử. Tô Bạch Y cũng quay đầu, chỉ thấy một nam tử thân mặc kim y đã đi tới sau lưng hắn, bên hông phải vì công tử kia có treo một mảnh ngọc bội óng ánh, sáng long lanh, Bên hông trái treo một thanh trường kiếm, được khảm một viên đá quý màu lam bên trên, đỉnh đầu cắm một cây châm cuốn tóc, trên châm lại được nạm một viên dạ minh châu, nói ngắn gọn, toàn thân người này, nói cho những người xung quanh một điều. Ta rất có tiền. Càng quan trọng hơn là, hai bên sau lưng vị Kim Y công tử này, còn có tám nữ tử mặc áo trắng, khuôn mặt người thì tú mỹ, người thì quyến rũ. Ta không phải người có tiền bình thường. Ngươi họ Mộc, vị Kim Y công tử kia cười hỏi. Tô Bạch Y thấp giọng nói, sư tỷ, làm sao bây giờ? Nam Cung Tịch Nhi vẫn luôn im lặng mở miệng nói, cướp của hắn. Được, Tô Bạch Y trả lời. Từ từ, toàn thân Kim Y Công Tử bỗng nhiên rung lên, nhìn Nam Cung Tịch Nhi đang nằm trong lòng ngực Tô Bạch Y, trong mắt mở lớn, cơ hồ sắp rơi ra ngoài, tiên nữ. Đây là tiên nữ A. À? chương Trường 36 quân hữu vân. Đài. Tô Bạch Hy và Nam Cung Tịch Nhi liếc mắt nhìn nhau một cái, không biết vị công tử nhà giàu mặc kim y, đeo dây bạc này đột nhiên phát bệnh thần kinh gì. Nhưng vị công tử này bỗng nhiên hưng phấn lên, trời ơi, ta vốn tưởng rằng chuyến Tây Hành này rất không thú vị, không ngờ tới còn chưa lên thuyền đã gặp được mỹ nhân, không biết mỹ nhân tên họ là gì, đến từ phương nào. Đã bao nhiêu mùa xuân xanh, có hôn phối gì hay chưa? Công tử, nam tử trung niên ngồi thu phí ở cửa thuyền vừa rồi bất đắc dĩ kêu lên. Ta đang nói chuyện với tiên nữ, người chớ nhiều lời. Công tử nhà giàu không kiên nhẫn nhìn nam tử trung niên phất tay, sau đó lại nhìn nam cung tịch nhi cười nói, ai ra, là tiểu sinh đường đột, đúng ra nên xương tên ra trước. Tiểu sinh tên là Mộc Niên Hoa, ở Thanh Châu xếp thứ bảy, cho nên các cô nương hay gọi ta là thất công tử, vừa mới đến tuổi biết yêu, chưa có hôn phối. Ồ, Nam công tịch nghi cười, vậy những nữ tử bên cạnh ngươi là ai ra đều là huynh muội, huynh muội. Mộc Niên Hoa mí mắt cũng không hề động, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt những nữ tử đó thay đổi, ngữ khi vẫn rất thản nhiên. Vì công tử này chúng ta muốn lên thuyền, nhưng lại không có bạc, không biết huynh có thể cho chúng ta mượn một ít. Chúng ta tới Đại Trạch Phủ sẽ trả lại cho huynh thế nào? Tô Bạch Y không nhịn được mà mở miệng lông mày mộc niên hoa bỗng nhiên giật một cái sau cái giật này vẻ mặt mới kinh ngạc cứ như bây giờ mới phát hiện ra bên cạnh vị tiên nữ này còn có một đại nam nhân hắn hỏi ngươi ai à tại hà tô bạch y tô bạch y trả lời mộc niên hoa nhìn trên nhìn dưới tô bạch y lại nhìn qua nam cung tịch nhi đang nằm trong lòng ngực tô bạch y ngẩng đầu nhìn trời thở dài một tiếng công tử sắp tới giờ rồi mộc gia chúng ta có quy định giờ xuất thuyền không thể có nửa điểm chậm trễ nam tử trung niên nhắc nhở mục niên hoa lại hoàn toàn không để ý đến hắn cúi đầu xuống nhìn về phía tô bạch y chậm rãi nói bỏ nhà theo trai hả tô bạch y và nam cung tịch nhi đều sừng sốt nhất định là như thế mục niên hoa lại thở dài một tiếng nhìn bộ dạng các ngươi như vậy nhất định là ngươi đã phải lòng tiên nữ muội muội nhưng gia đình của tiên nữ muội muội lại chán ghét tiểu tử nghèo như ngươi tiên nữ muội muội muốn bỏ trốn cùng ngươi, lại bị người trong nhà đánh gãy chân, ngươi không mang tất cả sông vào trong, sau đó mang theo nàng chạy trốn. Tô Bạch Hy và Nam Cung Tịch Nhi nghe thấy sức tưởng tượng của Mộc Niên Hoa cũng á khẩu không trả lời được, nhất thời cũng không biết nên nói gì, Mộc Niên Hoa thấy họ không nói gì lại nghĩ bọn họ đã ngầm thừa nhận, hắn lắc đầu nói, đáng tiếc đáng tiếc, bây giờ lương nhân, phải xứng đôi với công tử như ta mới đúng, nhưng nhân gian hữu tình thật đáng kính nể. Tuy có tiếc nuối, nhưng trung quy vẫn do một chữ tình một niên hoa tháo viên dạ minh châu trên cây châm cuốn tóc xuống tiến lên phía trước đặt vào tay nam cung tịch nhi những mỹ nữ áo trắng bên cạnh hắn đều phát ra một tiếng kinh ngạc sau đó đều khe khẽ nói nhỏ nam tử trung niên kia vội la lên công tử không thể nếu lão gia biết được thì nguy nam cung tịch nhi nhẹ nhàng xoay hạt châu cầm trên tay cảm thấy rất ấm áp nhìn là biết không phải vật phàm nàng nghi hoặc nói viên châu này ngươi và ta vô duyên, sẽ nhanh chóng quên nhau trên giang hồ. Viên châu này ta đưa cho cô nương, như vậy về sau cô nương nhìn thấy viên châu này sẽ nhớ tới ta, vô duyên cũng biến thành có duyên, tiếc núi cũng sẽ bớt đi một chút. Mục niên hoa mỉm cười. Ta thì sao? Tô Bạch ghi mặt dày cười nói, có gì có thể tặng ta không? Nhà ta có buôn bán dược liệu, ta muốn tặng một phần hoan nghi hương cho ngươi. Mục niên hoa nhớn mày. Nghe tên có vẻ không tồi. Tô Bạch Y tò mò hỏi, không biết có tác dụng gì. Nam nhân người hương này thì sẽ không động phòng được, nữ nhân người hương này thời gian lâu cũng sẽ không sinh được con. Mục Niên Hoa sâu kín nói, những người trong cung đó mỗi năm đều sẽ trộm mua một số lượng lớn từ mục gia chúng ta, nhưng cũng không có lời gì mấy. Công tử, đã đến giờ lên thuyền. Nam tử trung niên nóng lòng đến độ đầu đầy mồ hôi, nếu mục gia khởi thuyền chậm, con đường làm trường quỹ của hắn có lẽ sẽ chấm dứt ở chỗ này yên tâm đi, ta hiểu quy củ. Mộc Niên Hoa xoay người, vung tay áo, chúng ta đi. Vừa nói xong, Mộc Niên Hoa liền mang theo những nữ tử xinh đẹp bên cạnh đi lên thuyền. Tô Bạch Y vội vàng ôm Nam Cung Tịch Nhi cũng muốn đi lên thuyền, lại một lần nữa bị Nam tử Trung niên ngăn cản. Đưa bạc, lên thuyền. Đây là quy củ của Mộc gia, không phải các ngươi nói chuyện với công tử mấy câu là có thể lên thuyền. Nam tử Trung niên trầm giọng nói. Viên Châu này. Nam Công Tịch Nhi đưa viên châu trong tay lên, có đủ 10 lượng không? Nam tử trung niên liếm môi, cảm giác cổ có chút khô, viên giả minh châu này chính là quà sinh nhật năm mộc niên hoa 16 tuổi, do diệp ra, là tiệm châu báu lớn nhất lĩnh Tây đưa tới làm quà, mấy năm qua mộc niên hoa vẫn luôn đeo ở trên đầu, luận giá trị, bán đi có thể đổi toàn bộ cửa hàng trên một con phố cũng còn dư. 10 lượng bạc, chẳng lẽ là đang nói đùa? Nhưng Nam Công Tịch Nhi hỏi thật sự rất chân thành. Tô bạch ghi thở dài một tiếng, một viên châu thôi, làm sao đủ 10 lượng bạc. Được, nam tử trung niên nhận viên châu trong tay nam cung tịch nhi, tầng chữ thiên, còn thừa một gian phòng cuối cùng tên Linh Lạc, để lại cho hai vị. Chuyến này từ lúc bắt đầu cho đến lúc cập bờ, thức ăn trên thuyền sẽ hoàn toàn miễn phí. Hai vị, mời lên. Chỉ có một phòng, mặt tô bạch ghi hơi đỏ lên. Sao tìm người bỗng nhiên lại đập nhanh thế? Nam Cung Tịch Nhi được ôm trong lòng ngực nên cảm nhận rất rõ ràng. Mặt nam tử trung niên hơi trầm xuống, tầng chữ địa đã đầy, tầng chữ nhân còn thừa, nhưng tầng chữ nhân chính là giường lớn nằm chung, người nhẫn tâm để tiểu nương tử này của ngươi đi nằm chung à? Vậy đương nhiên không được, Tô Bạch Y liên tục lắc đầu. Lên thuyền, nam tử trung niên cũng lười nói thêm, xoay người đi lên thuyền. Tô Bạch Y và Nam Cung Tịch Nhi cũng vội vàng đi theo lên. Mộc Niên Hoa đã ở trên thuyền nhìn viên châu kia lại về tới bên mình, mở quạt xếp trong tay ra, nhẹ nhàng phe phẩy, vô duyên a, à, trung quy vẫn là vô duyên. Công tử, hai người kia rất có vấn đề. Một nữ tử áo trắng thấp giọng nói. Ở trước mặt một dung nhan như thế, ta không thấy có bất cứ vấn đề gì. Mộc Niên Hoa cười nói. Mấy hôm nay xung quanh đây có xuất hiện người của Thượng Lâm Thiên Cung, trên đường tới nơi này còn có người đã nhìn thấy sát thủ của Thanh Minh Viện nữ tử áo trắng tiếp tục nói ta vốn tưởng rằng là chỉ là chuyện thư sinh nghèo yêu mỹ nhân mỹ nhân bỏ nhà theo thư sinh nghèo không ngờ rằng lại là chuyện sát thủ rút kiếm anh hùng cứu mỹ nhân a à. vậy không phải là càng thú vị à mục niên hoa nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp nhìn tô bạch y đang lên thuyền chủ thượng nói bất luận như thế nào cũng không nên dính đến thượng lâm thiên cung ta cho nàng viên châu nàng lại trả viên châu về mục niên hoa thua quạt xếp xoay người, giơ một tay nâng cầm mỹ nữ áo trắng bên cạnh, chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì. Chương 37 Quân Hữu Vân. Đự. Sau khi Tô Bạch Y bước lên Kim Phong Hào, cảnh tượng trước mắt càng làm hắn cảm thấy kinh ngạc, trên thuyền có ba tầng, treo đầy đèn lồng đỏ, hai bên đường lại vẫn có các cửa hàng, quán rượu, sòng bạc. Giống như là một tòa thành nhỏ được xây ở trên thuyền. Công tử, mời đi bên này. Một nữ tử áo trắng, tay cầm đèn lồng đỏ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tô Bạch Y, nhìn tuổi tác thì chẳng qua mới lớn, đôi mắt trong sáng như nước. "Tiểu cô nương, cô là?" Tô Bạch Y khó hiểu. "Tiểu nữ tên là Nại Lạc, là người hầu hạ chuyến đi này của hai người công tử." Nàng hơi khom lưng hành lễ, "Bây giờ ta dẫn hai vị đi tới phòng của hai vị trước." Thì ra mỗi gian phòng còn có một thị tỳ, vậy thì lần này phí bạc cũng có chút đáng. Tô Bạch Y bừng tỉnh, tiểu cô nương tên nại lạc kia cười, lắc đầu, xoay người dẫn theo hai người đi về phía trước, đương nhiên chỉ có khách quý của tầng chữ thiên mới có đãi ngộ như vậy. Đúng rồi, phòng tiện nghi nhất 10 lượng bạc một gian, vậy phòng chữ thiên này phải tốn bao nhiêu bạc? Không lẽ ít nhất phải 30 lượng? Tô Bạch Y thuận miệng hỏi. Nại lạc che miệng cười, công tử đoán đúng con số rồi. Vậy đã đoán sai cái gì? Tô Bạch Y lại hỏi. Không phải bạc, mà là vàng. 30 lượng vàng mới có thể vào trong tầng chữ thiên. Nại lạc cười đi tới phía trước, lúc này từ bên cạnh đột nhiên có một người vạm vỡ lao tới, vẻ mặt đỏ bừng, đầy mùi rượu, cũng không biết là đang chửi ai, cái thuyền rách này có quán rượu, có sòng bạc, lại không có kỹ viện. Hơn một tháng, làm sao chịu được đây? Nại lạc nhíu mày, lui về sau một bước, tô bạch Ly cũng ngừng lại. Đại hán say rượu quay đầu, liền thấy nam cung tịch nhi đang nằm trong lòng ngực tô bạch y, đôi mắt lập tức sáng lên, trên thuyền còn có cực phẩm cỡ này. Nào nào nào, tiếp đái đại gia, đại gia không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thật đúng là không dứt ra. Tô Bạch Y phẫn nộ quát. Công tử bớt giận, nại lạc hơi cúi đầu, tạ lỗi với Tô Bạch Y, sau đó đi về phía trước vài bước, chắn trước mặt Đại Hán. Đại Hán nhìn nàng một cái, có chút không kiên nhẫn, tiểu cô nương tuổi ngươi còn quá nhỏ, thêm vài năm nữa hãy đến tìm đại gia ta. Nại lạc đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trong sáng như nước kia bỗng nhiên hiện lên một tia hung lệ. Đại hán kia cảm thấy sau lưng chợt lạnh toát, trong lòng không biết vì sao lại sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Hắn cũng coi như đã xông pha giang hồ mười mấy năm, mạng người chết dưới tay cũng không dưới hai mươi, làm sao lại sợ một tiểu cô nương còn chưa lớn. Hắn có chút tức giận, đánh một quyền về phía nại lạc. Cẩn thận, Tô Bạch Y vội vàng hô lại thấy nại lạc xuất ra song trường, một trường bắt được nắm tay đại hán, sau đó quát một tiếng tán. Đại hán kia chỉ cảm thấy một thân sức lực như là đá rơi xuống biển, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, còn chưa kịp nghĩ thêm, nại lạc lại xoay tay hắn lại, quay người một cái, chỉ nghe ầm một tiếng, toàn thân đại hán bị đập xuống đất, đồng thời cũng truyền tới một tiếng vang lanh lành, hình như có cái xương nào đó đã gấy. Đại hán đau đớn kêu rên vài tiếng sau đó nhanh chóng im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhẹ chứng minh là mạng hắn vẫn còn. Nại lạc hơi cúi người, nhặt đèn lồng đỏ dưới đất lên, sau đó quay sang nhìn tô bạch y và nam cung tịch nhi cười ngây thơ, đã quấy nhiễu đến quý khách, xin thứ lỗi. Tô bạch y kinh ngạc há to miệng, không, không việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Nại lạc xoay người, dẫm lên thân đại hán mà đi qua. Tô bạch y cũng đi qua, nhìn đại hán lắc đầu, có chút thương hại, sau đó nhún người một cái nhảy từ trên người hắn xuống cứ như là vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra nại lạc lại tiếp tục dùng giọng nói mang theo vài phần trẻ con và ngây thơ để hướng dẫn cho hai người tô bạch y quy củ trên kim phong hào tầng chữ thiên có tất cả bốn gian phòng lấy câu thơ của tổ tiên mộc gia xuân tuyết linh lạc thải điệp phi vân làm tên lần lượt là xuân tuyết linh lạc thải điệp phi vân ba gian phòng khác đều đã có khách vào ở có thể ở trong phòng chữ thiên chắc đều là nhân vật lớn. Tô Bạch Y hỏi dò. Hẳn là vậy, 30 lượng vàng tuy rằng không tính là lớn, phú thương bình thường cũng có thể bỏ ra được chừng đó, nhưng phòng chữ thiên không phải cứ có tiền là có thể ở, còn cần phải có duyên. Nại Lạc nói. Có duyên, Tô Bạch Y khẽ nhíu mày, duyên phận của hai người chúng ta cùng với con thuyền này là. Ta nghe ngôn trường quỹ nói, các vị có duyên ở chỗ là, tầng chữ địa đã đầy, nhưng với số tiền các ngươi đưa mà ở tầng chữ nhân, thì lương tâm hắn lại bất an, vừa lúc tầng chữ thiên lần này lại còn trống một gian phòng, đây chính là duyên. Nại lạc bỗng nhiên dừng bước, trước mặt nàng có hai gã võ sĩ cầm đao đang đứng, tới rồi, ta chỉ có thể đưa hai vị đến đây. Nếu có việc gì cần tìm ta, cứ nói với tiểu đinh và tiểu ất hai người bọn họ rất liền hành. À, được, tô bạch ghi nhìn qua hai gã võ sĩ cầm đao một cái, thấy bọn họ mặt không biểu cảm, thân hình cũng không nhúc nhích, giống như là hai pho tượng điêu khắc thành. Gian phòng bên trong cùng kia chính là linh lạc, đây là chìa khóa. Nại lạc lấy từ trong lòng ngược ra một chiếc chìa khóa, đặt vào trong tay tô bạch y, bỗng nhiên thấp giọng nói, không nên tùy tiện nói chuyện với khách của tầng chữ thiên. Tô bạch y sướng sờ, nại lạc đã lặng yên đi qua bên cạnh hắn, hắn nhận chìa khóa, có chút thấp thỏm mà đi vào. Cửa gian phòng mang bảng tên phi vân lúc này đang mở, khi tô bạch y đi qua không nhịn được, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một lão nhân dâu tóc bạc trắng đang ngồi ở đó sửa móng tay. Lão nhân chú ý tới ánh mắt tô bạch y, ngẩng đầu nhìn về phía tô bạch y nở nụ cười. Lương như kim chích, tô bạch y dùng mình, vội vàng đi về phía trước, lúc này cửa căn phòng treo bảng tên thải điệp cũng đột nhiên mở ra, một nam từ trung niên ăn mặc như phú ông từ trong phòng đi ra, vừa lúc đụng phải tô bạch y. Ngươi là ai a? À? Phú gia không khách khí hỏi. Tô Bạch Y hơi xấu hổ nhìn qua gian phòng linh lạc, nói ta ở gian phòng linh lạc kia khó trách tiểu tử họ mộc kia chỉ chịu cho ta một gian phòng, thì ra là bởi vì gian phòng này đã cho ngươi a. À. Phú gia ý vị thâm trường nhìn Nam Cung Tịch Nhi đang nằm trong lòng ngực Tô Bạch Y, nhíu mắt một cái sau đó liền đi ra ngoài. Khi đi ngang qua gian phòng Phi Vân lại dừng lại, từ lão đánh cược một ván không. Cốt, lão nhân kia đặt dao cạo móng tay xuống đất, cửa phòng nháy mắt liền khép lại không thú vị a à. phú gia thở dài đi ra ngoài căn phòng xuân tuyết kia vẫn không có động tính tô bạch y mở cửa phòng linh lạc ôm nam cung tịch nhi đi vào sau khi khép cửa lại tô bạch y liền không nhịn được bắt đầu nói sư tỷ à sao ta cứ có cảm giác chúng ta lên thuyền này có chút bất an vậy không phải là lên nhầm phải hắc thuyền chứ nam cung tịch nhi lại không đáp lời hắn tô bạch y đột nhiên phát hiện từ lúc bọn họ bắt đầu lên thuyền nam cung tịch nhi đã không nói với mình câu nào lúc này hắn mới phát hiện Nam Cung Tịch Nhi nằm trong lòng ngực hơi thở đã đều đều, sớm đã ngủ rồi. Chương 38 Quân Hữu Vân Âm. Thực ra từ lúc trên đường tới phòng, trong lòng Tô Bạch Y đã chăn trở rất lâu, hắn từng đọc trong các tiểu thuyết thoại bản, lúc khách điếm chỉ còn lại có một gian phòng, hai người chỉ là quan hệ nam nữ bình thường nhưng không thể không vào ở, sẽ sinh ra một loại kịch bản tương tự nhau, ví dụ như đầu tiên là nam tử đương nhiên sẽ nhường giường cho nữ tử, nữ tử nằm xuống, trong lòng mang theo vài phần ấy náy và ngượng ngùng, sau đó tắt đèn, nam tử sẽ ngủ dưới đất hoặc là trên ghế dài. Thường thường sau đó, không cần biết là nằm dưới đất hay là trên ghế dài đều sẽ vì quá gượng mà có chút không thoải mái, nam tử cố ý hoặc vô tình xoay người, bày tỏ ra sự không thoải mái này. Lúc này thường thường nữ tử đều sẽ hỏi, ngủ dưới đất quá cứng không thoải mái à? Nam tử sẽ trả lời, không ngại, người cứ ngủ trước nữ tử lại mang theo vài phần ngượng ngùng và ấy náy nói, lên đây ngủ cùng nhau đi, dù sao trên giường cũng có hai cái chăn. Sau đó nam tử bất đắc dĩ ôm chăn lên giường, còn hỏi rất ngây thơ, có cần để một bát nước ở giữa không? Nữ tử liền che miệng cười, không cần, ta tin ngươi. Một lúc sau, ở giữa hai người đương nhiên là không có bát nước nào. Hai chăn cũng biến thành một chăn, chuyện nên xảy ra chung quy cũng vẫn sẽ xảy ra. Tô Bạch Y càng nghĩ tim lại càng đập nhanh, đương nhiên tuy rằng sư tỷ chân dài, eo thon, ngực lớn, nhưng Tô Bạch Y thề với trời, mình sẽ không có một chút ý nghĩ nào không an phận, chỉ là bởi vì đã đọc qua nhiều sách, cho nên khó tránh khỏi có liên tưởng đến thôi. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, nhanh chóng hất đi hết những ý nghĩ trong đầu, sau đó đặt sư tỷ trong lòng ngực lên trên giường, đem chăn đắp lên người sư tỷ. Hơi thở của sư tỷ đều đều, bộ ngực phập phồng lên xuống. Nhưng Tô Bạch Y thề với trời, sẽ không có bất cứ ý nghĩ không an phận nào với sư tỷ. Hắn lập tức quay đầu, cẩn thận quan sát gian phòng này, mới thấy suy nghĩ vừa rồi của mình có chút buồn cười. Toàn bộ căn phòng đều trải thảm rất dày, giữa trinh sảnh bầy hai cái ghế dài, trên ghế dài còn trải ra hồ trắng. Tô Bạch Y đi qua đó ngồi xuống, xoa lông trên lớp da, hình như còn mềm hơn cả cái giường của mình ở hạnh hoa thôn. Nếu dựa theo tình tiết trong tiểu thuyết thoại bản vừa rồi mình nghĩ, chắc là thế này sư tỷ, ngủ ở ghế dài rất không thoải mái à? tô bạch y trầm mặc không nói, thì ra là bởi vì quá mềm mại, quá thoải mái mà đã ngủ mất rồi. đều là tưởng tượng, tô bạch y thấp giọng cười, nhưng ta là người không thể ngủ a, à. hắn đứng dậy khỏi ghế dài, nhẹ nhàng thổi ngọn nến trong phòng, sau đó đi tới cửa, đẩy cửa đi ra ngoài. cửa gian phòng xuân tuyết kia vẫn đóng chặt, cũng không biết bên trong có người hay không, cửa gian phòng phi vân lại một lần nữa mở ra lão nhân dâu tóc bạc trắng kia vẫn ở đó ngắm nghĩa chuôi đao nhỏ trên tay, nhưng lần này lại không phải ngồi cạo móng tay, mà là dùng cây tiểu đao kia vung lên nháy mắt chém tắt ánh lửa trên ngọn nến, sau đó lại đột nhiên vung lên một lần nữa, liền thắp lại lửa trên ngọn nến, tới tới lui lui không ngừng lặp lại, mỗi lần đều không hề thất thủ. Tiểu tử, đẹp không? Lão nhân đột nhiên hỏi. Tô Bạch Y vội vàng cười xòa, tiền bối hảo thủ pháp. Người cũng tới đây thử xem. Lão nhân xoay tay, cầm mũi đao, hướng về phía Tô Bạch Hy vẫy vẫy. Không cần, Tô Bạch Hy vội vã lắc đầu, tiếp tục đi ra ngoài, hắn đi xuống một tầng, tới tầng chữ địa, tầng này hình như tất cả đều là phòng ở, tuy vẫn có người đi qua đi lại, nhưng cũng an tính, lại đi xuống thêm một tầng, liền là một cảnh tượng khác hoàn toàn. Nơi nơi đều ồn ào tiếng người, có người uống rượu say vừa đi vừa ngã trái ngã phải, có hai bên cửa hàng bán đầy đồ ăn thức uống, có bán châu báu, có bán dược liệu, còn có chỗ một đám người tụ tập đấu tôm, tô bạch y người thấy mùi ngon, bất đắc dĩ sờ vào trong lòng ngực, chỉ còn vài đồng, nhưng trước đây từng nghe tên trưởng quỹ kia nói, sau khi vào ở thì đồ ăn thức uống hoàn toàn miễn phí, lại tăng thêm can đảm, tiện tay cầm lấy một cái bánh bao thịt. Tiểu nhị bán bánh bao thịt kia nhìn hắn một cái, hắn cũng liếc mắt nhìn tiểu nhị kia một cái. Hai người đều khó hiểu. Thế là tô bạch y hung hăng cắn một miếng, tiểu nhị lập tức phản ứng lại, giơ một tay, đưa tiền. Không phải nói là hoàn toàn miễn phí à? Tô Bạch Y nuốt miếng bánh bao xuống. Khách quý của tầng chữ thiên mới được miễn, mau đưa tiền, 5 đồng. Tiểu nhị nhíu mày nói. Là cái này hả? Tô Bạch Y giơ chìa khóa phòng ra. Tiểu nhị thay đổi sắc mặt, nhưng ngữ khi vẫn cứ có chút nghi ngờ, người của tầng chữ thiên còn ăn bánh bao thịt à? Vậy nên ăn cái gì? Tô Bạch Y hỏi ngược lại, phía trước có ngự thiện điểm tâm của lưu ly trai còn có da gà nướng giòn của bát đấu cát tiểu nhị còn chưa kịp nói xong tô bạch y đã ăn nhồm nhòm hết cái bánh bao thịt kích động chạy tới phía trước chỉ là còn chưa đến lưu ly trai và bát đấu cát, đã bị một âm thanh khác hấp dẫn đặt rồi bỏ tay đặt rồi bỏ tay đặt đại hôm nay đại phát người đặt tiểu cũng không lỗ nếu có gan hùm mật gấu vàng bạc sẽ chất đầy nhà tô bạch y đột nhiên quay đầu ánh mắt sáng lên sòng bạc vừa rồi trong lòng hắn cứ thấy ngơ ngứa là bởi vì nghe thấy hai chữ sòng bạc nhưng nghĩ tới số tiền trong túi lại thấy hơi ngại nên cũng không cố ý đi tìm nhưng lúc này lại vô tình đi ngang qua là ý trời tất là ý trời a à. tô bạch y không còn quan tâm cái gì mà ngự thiện điểm tâm hay ra gà nướng giòn nữa lập tức quay đầu đi vào bên trong sòng bạc thường thường có thể thấy mỗi người một vẻ tô bạch y vừa đi vào trong liền nhìn thấy có người kêu rên khóc giống có người vui vẻ cười to, có người sắc mặt âm lãnh không nói một lời, có người hai mắt đỏ bừng tay chân run lên. Công tử, lại nghe một giọng nói quen thuộc vang lên, Tô Bạch Y quay đầu, liền thấy tiểu cô nương tên Nại Lạc kia. Nại Lạc, trùng hợp như vậy, Tô Bạch Y hơi đỏ mặt. Trên thuyền, sòng bạc ở nơi này là náo nhiệt nhất, lúc quý khách không cần ta hầu hạ, thì ta sẽ ở chỗ này phụ giúp. Chỉ là nếu công tử tới, vậy để nại lạc đi cùng với công tử đi nại lạc hơi cong eo, hành lễ, không biết công tử muốn chơi gì. Bài cửu, lục bác, mã điếu, diệp tử hí, mấy cái đó đều không, tô bạch y lắc đầu. Vậy công tử muốn chơi cái gì? Nại lạc hỏi, cược đại, tiểu, tô bạch y trịnh trọng nói. Mời công tử theo nại lạc đến đây, nại lạc che miệng cười. Dẫn Tô Bạch Y đi tới một chỗ bên trái bị người vây chặt như nêm cối, sau đó hắng giọng mọi người lao nhao quay đầu, hình như bọn họ đều nhận ra nại lạc, cũng biết người mà nại lạc mang đến tất sẽ là khách quý của phòng chữ thiên, thế là liền theo bản năng mà tránh ra một con đường, tô bạch y đi giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người. Người đổ xúc sắc là một nữ tử xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, nàng nhìn về phía tô bạch y hơi mỉm cười, công tử tới vừa đúng lúc, đang lúc sắp ngừng đặt. Mời công tử đặt, ta đặt đại, tô bạch y trịnh trọng nói. Bao nhiêu lượng bạc đây? nữ tử đồ xúc sắc lại hỏi. Tô Bạch Y rất trịnh trọng móc tiền từ trong lòng ngực ra, cẩn thận móc ra ba đồng, cẩn thận đếm lại sau đó đặt lên bàn, 3 đồng. chương 39 quân hữu vân lạc. Nữ tử đồ xúc sắc xinh đẹp kia nhìn ba đồng tiền này, trong ánh mắt để lộ ra sự kinh ngạc, nhưng mặt lại vẫn treo nụ cười, thì ra công tử lại thích nói đùa. Là nói đùa à, Tô Bạch Y gãi đầu, nếu đêm nay thua, thì lúc xuống thuyền chắc là ta và sư tỷ đến cái màn thầu cũng không có mà ăn. Vậy ta mở, nữ tử cầm hộp xúc sắc nhấc lên, chỉ thấy ba viên xúc sắc là 445, quả thật là đại, xem ra vận khí của công tử cũng không tệ. Lúc này ánh mắt tô bạch y lại nhìn chằm chằm hộp xúc sắc kia, ánh mắt sáng quắc nhanh lên tới ván tiếp theo đi. Được, nữ tử đổ xúc sắc dịu dàng cười, một lần nữa lắc hộp xúc sắc trong tay lên tiểu tử này chỉ đặt có ba đồng, lão tử đặt một lần ba mươi lượng bạc, làm sao hắn lại là khách lớn nhất trên chiếu bạc này vậy? Khách của tầng chữ thiên, quý hóa như vậy à? Một nam tử trung niên bụng vệ vỗ bụng mình, có chút bất mãn. Khách của tầng chữ thiên, không chỉ là khách của Kim Phong Hào, mà còn là khách của Mộc Gia Ta, vậy thì tự nhiên là rất đáng quý, đừng nói ba đồng, dù chỉ một đồng cũng rất quý giá. Nữ tử đổ xúc sắc vừa khua động hộp xúc sắc vừa nói ba đồng rất ít à. Tô Bạch Y hỏi nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên sừng sốt, cười mắng, việc này chẳng phải là hỏi thừa sao. Nhưng nếu lần nào ta cũng thắng tiền trên chiếu bạc, cho dù ban đầu chỉ là ba đồng, chỉ cần ta thắng ba mươi ván, vậy thì ta còn giàu hơn cả mộc gia. Tô Bạch Y sâu kín nói. Công tử quả thực thích nói đùa. Nữ tử đổ xúc sắc đập úp hộp xúc sắc trong tay xuống bàn. Thứ nhất, mục gia giàu có hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của huynh. Thứ hai, không có bất cứ một ai có thể thắng liền 30 ván trên một chiếu bạc, đặc biệt là chiếu bạc trên kim phong hào của chúng ta, ngay cả đổ thần hiên viên vô thường tới đây cũng vậy. Lần này ta đặt tiểu, Tô Bạch Y đặt 6 đồng tiền chỉnh chỉnh tề tề lên bàn. Tiểu tử, đã mở liên tiếp 3 lần đại rồi, bây giờ nên theo đại mới đúng, người đặt tiểu, toàn bộ vận thế đã bị rối loạn, trong giọng của nam tử mập mạp mang theo vài phần khinh thường trên chiếu bạc nếu có vận thế, vậy cũng đều là vận của nhà cái, rối loạn không phải là càng tốt à. Tô Bạch Y trả lời. Thật là quá ngây thơ. Nam tử mập mạp kia ném một nén bạc lên bàn, ta đặt đại. Vậy chư vị, đặt rồi bỏ tay. Nữ tử nhấc hộp xúc sắc lên, chỉ thấy ba viên xúc sắc lần lượt là một một hai, là tiểu đến không thể tiểu hơn. Đừng mê tín những việc này. Muốn thắng tiền, chỉ có bốn chữ. Tô Bạch Y vỗ ngực, tin tưởng bản thân. Ta nhổ vào, ta cũng không tin mấy việc quỷ quái, bắt đầu từ ván này, ta đặt ngược với tiểu tử ngươi. Nam tử mập mạp kéo túi tiền căng phòng bên hông xuống. Đáng tiếc, ngươi chỉ cần chia cho ta một nửa, ta lập tức đi về ngủ. Cút! Sau sáu ván, mấy đồng tiền trước mặt tô bạch y đã biến thành một đống nén bạc. Nam tử mập mạp nổi giận đùng đùng ném túi tiền trống không trong tay lên bàn, quay đầu bỏ đi, nhưng đích thực cũng có vài phần khí độ, đã đánh cực thì phải chịu thua, dù một câu oán giận cũng không để lại. Mà nữ tử đổ xúc sắc kia trên mặt vốn luôn treo nụ cười, mỗi lần lắc hộp xúc sắc lên là phong tình vạn trùng, bây giờ trên trán cũng đã đầy mồ hôi, tay nắm hộp xúc sắc có chút run lên, không ngờ là đổ thuật của công tử lại kinh người như thế. Đánh cực đại tiểu nào có đổ thuật gì, vận khí tốt thôi. Tô Bạch Y yên lặng cầm một nén bạc trên bàn, đút vào trong lòng ngực. Công tử khiêm tốn, nữ tử thu tay về, sau đó lui một bước. Sau đó chỉ thấy tiểu cô nương tên nại lạc kia chống một tay lên chiếu bạc, xoay người một cái liền nhảy tới bên cạnh nữ tử, giơ tay phải cầm lấy hộp xúc sắc, cất vào giọng nói kế tiếp, tới ta. Nại lạc cô nương, tô bạch y sừng sốt. Nại lạc tự mình ra tay à, lần này thú vị rồi. Lầu 2 của sòng bạc, trong phòng có người kéo cửa sổ ra, tò mò nhìn cục diện phía dưới. Công tử, tên kia thắng liền bày ván, là ăn gian à? Có một giọng nữ hỏi. Đánh cược xúc sắc không có ăn gian, thắng thua tất cả là nằm trong đôi tay của nhà cái và may mắn của bọn họ, cho nên những tên ma bài bạc chân chính trước nay đều không tới sòng bạc để chơi trò này. Vì công tử kia xòe quạt xếp ra, nhẹ nhàng phe phẩy, nhưng trên giang hồ có một vài thế gia, chuyên nghiên cứu ám khí chi thuật, vô cùng am hiểu thính phong biện vị, những kỹ thuật lợi hại đó có thể đem ra dùng trong đánh bạc, nhìn điểm số của xúc sắc lúc đóng hộp, lại cẩn thận nghe âm thanh xúc sắc đảo loạn trong hộp, cuối cùng liền có thể đoán ra điểm số chuẩn xác. Vậy làm sao bây giờ? Nữ tử hỏi. Phải xem năng lực của người đổ xúc sắc, có người có thể lắc hộp xúc sắc ồn như là chống trận trên chiến trường, oanh liệt ồn ào, cho dù là cao thủ của đường môn tới cũng không nghe ra được điểm số cuối cùng. Mà nại lạc là người đổ xúc sắc giỏi nhất trên kim phong hào. Công tử kia cười nói, nếu tiểu tử này thật sự có thể thắng liền 30 ván, tuy rằng giàu hơn một da thì còn chưa được, nhưng ít ra kim phong hào này chính là của hắn. Công tử, nại lạc đập hộp xúc sắc xuống bàn, mời đặt. Tô Bạch Y lau mồ hôi trên chán, chậm rãi nói, nại lạc, tuổi cô tuy rằng không lớn, nhưng sao tay nghề lắc xúc sắc lại lợi hại như vậy? Không phải là từ nhỏ đã sống ở sòng bạc đấy chứ? Nại lạc cười, không lừa công tử, đúng như lời công tử nói, nại lạc sinh ra ở sòng bạc. Ồ, oh, Tô Bạch Hy thu một nửa bạc trên bàn về. Nại lạc nhìn hành động của Tô Bạch Hy nhớn mày, bây giờ công tử đã tính giữ lại. Cẩn thận chút thôi, Tô Bạch Hy nhìn mọi người xung quanh, phát hiện tất cả những người khác đều thu tiền của mình lại, không hề có ý định tham gia ván này. Hơn nữa, lần này ta sẽ thắng rất nhiều, không chỉ là thắng một ván cược thôi đâu. Đôi mắt nại lạc hơi nhíu lại, ý công tử là chỗ này đại khái là có 40 lượng bạc, nếu ta thắng, ngươi phải đưa cho ta 962 lượng. Tô Bạch Y đẩy số bạc trước mặt về phía trước, ta đặt đại. Nại Lạc đặt tay lên hộp xúc sắc, từ vừa rồi đến giờ công tử vẫn luôn rất cẩn thận, lần này lại có một phen đi liều. Cầu phú quý trong nguy hiểm, hai mắt Tô Bạch Y nhìn chằm chằm hộp xúc sắc, càng nhìn càng nóng lòng, Nại Lạc cô nương, lúc ngươi mở hộp cần phải cẩn thận a, à, đừng làm lật xúc sắc của ta thân hình nại lạc khẽ run lên, bàn tay đang chuẩn bị nhấc hộp xúc sắc lên lại dừng lại, nàng nhìn về phía tô bạch y, vừa rồi bọn họ từng đi chung một lúc, nàng thấy tô bạch y chẳng qua chỉ là một thiếu niên chưa hiểu thế sự, nhưng bây giờ đối mặt trên chiếu bạc này, lại thấy hắn hình như có thể nhìn thấu tất cả. Đừng sợ, cứ mở là được, một người bỗng nhiên nhảy từ căn phòng trên lầu hai xuống, đứng bên cạnh nại lạc, giơ tay bắt lấy tay nại lạc, ngữ khi ôn nhu. Là ngươi. Tô Bạch ghi hơi kinh hãi. "Là ta." Người nhỏ cười nói, "Nại Lạc, mở 40 quân hữu vân." "Công tử," Nại Lạc nhẹ giọng gọi, trong giọng nói mang theo vài phần tự trách. Người từ căn phòng trên lầu hai nhảy xuống, đứng bên cạnh nàng đúng là mục gia thất công tử Mục Nhiên Hoa, toàn bộ sòng bạc nháy mắt trở nên vô cùng an tính. công tử của Mục gia tự mình lên sân khấu, là dáng vẻ như thế nào, bên này chẳng qua chỉ là đánh cược mấy lượng bạc, dựa vào cái gì lại có thể gọi được hắn tới? vẫn là còn quá nhỏ. Mục niên hoa xoa đầu nại lạc, trong giọng nói có thêm vài phần cương chiều, không muốn thua a. Nại lạc cắn chặt răng, bàn tay đặt trên hộp xúc sắc rốt cuộc cũng hơi nâng lên. Thôi, bàn tay mục nhiên hoa bỗng nhiên ép xuống, đập nát hộp xúc sắc và cả ba viên xúc sắc bên trong, sau đó lại rất tự nhiên mà phất tay, dùng ngữ khi đạm mạc nói, không cẩn thận dùng sức hơi quá, xem ra hộp xúc sắc trên thuyền quá cũ rồi, đổi lại một bộ mới đi. Tô Bạch Y cười, cũng không tức giận, không ngờ đường đường là mục gia lại chơi xấu như vậy. Đương nhiên là không, mục nghiên hoa móc một viên châu trong lòng ngực ra đặt lên bàn. Giả dạ Minh Châu, trong sòng bạc có người hô. Viên châu này tên là ôn đoạt, là lễ vật mà mục mỗ nhận được năm sinh nhật 16 tuổi. Vốn là muốn cho tiểu nương tử của ngươi, nhưng các ngươi lại đem trả về. Viên châu này có giá trị ba dương vàng dòng, ngươi muốn cù ập hay không? Mục Niên Hoa hỏi. Lúc này, lại cược với ai? Tô Bạch Y hỏi. Mục Niên Hoa dung hai tay áo lên ta. Công tử, nại lạc vội la lên. Ý ta đã quyết, ý Mục Niên Hoa muốn nói nại lạc không cần nhiều lời. Lời này vừa nói ra, toàn bộ người trong sòng bạc đều vây quanh lại đây, ngay cả những phòng vốn đóng chặt. Đánh những ván cực cách số cũng đều nhộn nhịp mở cửa, một nam tử trung niên ăn mặc như một phú ông từ trong đó đi ra, chỉ đi ba bước đã xuyên qua đám người tiến tới bên cạnh tô bạch y hà tiên sinh mục niên hoa hơi nhớn mày thường nghe nói mục gia các ngươi chỉ có lão thất không chịu làm việc đàng hoàng làm ăn buôn bán không được đánh bạc uống rượu ngắm hoa lại là đệ nhất phà tộc ta muốn xem một chút phú gia vỗ vai tô bạch y người trẻ tuổi nếu ngươi không cược vậy thì để ta đương nhiên cù ờng tay phải tô bạch y đột nhiên vỗ mạnh lên chiếu bạc nếu ta thua, vậy viên châu này ta lấy. Toàn cục ồ lên, chẳng lẽ là điên rồi à? Thua mà còn muốn viên châu này, vậy thắng có phải kim phong hào này sẽ về tay ngươi không? Ván cực có lợi như vậy, ta cũng muốn đánh. Nhưng thần sắc mộc nghiên hoa lại không đổi, tự hồ nghe thấy lời tô bạch y nói cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ gật đầu, sau đó hỏi, vậy nếu ngươi thắng thì sao? Người phải bảo đảm ta và sư, nương tử ta, chuyến này được bình an, tô bạch y trầm giọng nói. người đã lên kim phong hào thì chính là khách của mộc gia ta. đặc biệt ngươi bây giờ còn là khách của phòng chữ thiên, bảo đảm an toàn cho ngươi vốn chính là việc đúng lẽ thường. mộc niên hoa lắc đầu, chuyện này căn bản không cần đánh cua hợp đổi điều kiện đi. ta nói bảo đảm bình an chính là thực sự bình an, tô bạch y tăng thêm ngữ khí, xin lắng tai nghe. mộc niên hoa buông tay nói chính là chỉ cần kim phong hào này còn chưa cập bờ vậy thì trừ khi mộc nghiên hoa ngươi chết bằng không bất cứ kẻ nào cũng không thể làm hại đến ta và nương tử ta tay tô bạch y nhẹ nhàng gõ bàn thứ ta muốn là loại bình an này công tử có còn muốn đánh cua ược trừ khi ngươi chết bằng không ta nhất định phải sống ở trên con thuyền này mạng của người nào còn đáng giá hơn so với mộc gia thất công tử cho dù là nại lạc lúc này trong ánh mắt cũng toát ra vài phần tức giận Vậy thì những hộ vệ đứng gác ở bốn phía trong sòng bạc càng là tay đã ấn lên chuôi đao, ngò ngoe dục dịch muốn động, lúc này chỉ cần một miên hoa ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự ném ra hỏa vô lễ này xuống sông. Ban đầu ta cảm thấy ngươi rất khờ, giống như là tên tiểu tử ngốc trước nay chưa từng đi xa nhà, bây giờ lại cảm thấy ngươi rất khôn, giống như là đã từng trải qua cửa ải sinh tử khó khăn. Một miên hoa lắc đầu cười nói, là chọc phải địch nhân khó lường nào, lại muốn đánh ván cực chu tâm này với ta. Tô Bạch Ly cũng cười, người nói đều rất đúng. Ta trước nay chưa từng đi quá xa nhà, nhưng cũng đã trải qua không ít lần sinh tử. Được, ta đồng ý. Mộc Niên Hoa không cho những người bên cạnh có cơ hội ngăn cản mình. Giơ tay cầm lấy hộp xúc sắc trên bàn, đổ cục đã thành sinh tử hữu mệnh. Phú quý tại thiên. Tô Bạch Ly nhìn chăm chăm hộp xúc sắc trong tay Mộc Niên Hoa, đích thực rất thú vị thú vị hơn nhiều so với các ca ca của ngươi. Phú gia đứng bên cạnh Tô Bạch Y hai mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm hộp xúc sắc kia, trong ánh mắt mang theo ý mong chờ cùng vài phần tò mò. Giữa sân lặng ngắt như tờ. Tựa hồ chỉ có thể nghe được tiếng xúc sắc trong hộp va chạm với nhau. Một lần, hai lần, ba lần. Sau ba lần, âm thanh xúc sắc chạm nhau đã không còn xuất hiện. Vành tai Tô Bạch Y hơi động, nỗ lực vận năng lực thính phong biện vị đến cực hạn. Nhưng vẫn như vậy, một chút âm thanh cũng không có. Mục niên hoa cười, đào loạn hộp xúc sắc trong tay, trên dưới chập trùng, động tác cực lớn, rất nhiều lần hắn thậm chí còn ném thằng hộp xúc sắc lên không chung, ba viên xúc sắc kia hiện rõ trước mặt mọi người, đúng là đang xoay nhanh vô cùng, ngay sau đó hắn lại kéo hộp xúc sắc xuống, đào loạn trai phải, giọng nói có chút đắc ý, cho dù là đường môn, đường lão thái gia tự mình đến nơi đây, cũng không nghe ra được điểm số trong đó. Cược kỹ này của ngươi là học từ ai? Phú gia hỏi. Hiền viên vô thường a. À? Mộc Niên Hoa nói ra tên đồ thần một cách rất tự nhiên. Đúng thực là như thế. Phú gia gật đầu. Ván cực này ta cũng đánh không được. Tiểu tử, ngươi nhận thua đi. Tô Bạch ghi nhún vai, nhưng ta không muốn lấy viên châu này. Người vốn tiền thuyền cũng trả không nổi, viên châu này bán đi có thể đổi không ít tiền đời này ăn uống vô ưu cũng không thành vấn đề, vì sao lại không cần? Mục nhiên hoa hỏi ngược lại. Tô Bạch Y bĩu môi, người muốn đẩy viên châu này đi như vậy, vậy thì người có được nó nhất định sẽ có rất nhiều mặt phiền toái khác. Cũng chẳng phải phiền toái gì, có lẽ sẽ có được một nữ tử rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp. Mục nhiên hoa thở dài một tiếng, đáng tiếc, ta không có được, cũng không xứng có được. Thì ra viên châu này chính là năm đó Diệp Gia đưa tới, Phú gia thấp giọng nói. Được, mục nhiên hoa vung tay đập hộp xúc sắc xuống bàn, tô công tử, mời đặt đi. Tô Bạch Hy nhìn hộp xúc sắc, ngừng thở, nheo mắt, trầm ngâm hồi lâu không nói gì, đám người xung quanh cũng không dám thúc giục hắn, bởi vì mục nhiên hoa cũng rất kiên nhẫn đứng đó chờ hắn, thậm chí trong ánh mắt còn có vài phần mong chờ, chỉ có phú gia kia là cười lạnh, hắn đã nhìn thấu lúc này Tô Bạch Hy chỉ đang cố làm ra vẻ huyền bí, chuyện nghe điểm số này từ lúc hộp xúc sắc đặt xuống hẳn là đã kết thúc. sau đó bất luận suy nghĩ gì cũng đều là dư thừa. ta đặt đài, tô bạch y trịnh trọng nói. được, mục nhiên hoa nhấc hộp xúc sắc. Nên. nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. cảm ơn các bạn.